Các bác thân mến, ở video clip lần này em sẽ tiếp tục tiết âm một bản nhạc nữa trên bộ cấu hình gồm có cặp loa JBL L100 Century phiên bản chéo hàng. Về cấu trúc driver của dòng này thì các bác thấy nó sử dụng 3 đường tiếng, một loa bát có đường kính là 30 cm, nó sử dụng màng giấy màu trắng gân xếp vải tẩm dầu. Thứ hai, nó sử dụng một loa chung giấy có đường kính là 12,5 cm và một loa chép giấy có đường kính là 3,6 cm. Ở mặt trước thì nó sử dụng hai vi tinh chỉnh và một lỗ thông hơi được bố trí nằm ở phía bên tay phải khi chúng ta đối diện trước mặt loa vào, và toàn thân được bố trí thùng màu vàng vân gỗ. Cặp loa này thì có trở kháng là 8 ohm, nó có chiều cao là 60, ngang là 37 và sâu là 35. Mỗi một chiếc loa có trọng lượng lên tới vào khoảng 25 kg trên một chiếc. Đây là những mẫu model rất là nổi tiếng đến từ thương hiệu JBL. Chắc chắn thì em không cần phải nói thì các bác cũng đã biết về dòng model này rồi. Đây là dòng model đem lại chất lượng âm thanh rất là hay, được những người chơi audio đánh giá rất cao về chất âm của dòng model này. Và cặp loa với tình trạng đẹp zin thì có mức giá là 33. Thứ hai thì các bác nhìn thấy đó là chiếc âm ly Marzahn PM74D. Đây là một chiếc âm ly trong tầm tiền thì rất là tuyệt vời rồi. Các bác có thể phối ghép thành công với rất nhiều các dòng loa của JB, rồi là B và V kép, rồi là những dòng loa Tannoy, rồi là những dòng loa của Pioneer ở trong phân khúc tầm trung trung. Thì đối với dòng PM74D này thì các bác có thể dễ dàng phối ghép với nhiều các dòng loa của Mỹ, của Nhật, của Âu, rất là tuyệt vời. Và chiếc âm ly này thì có mức giá là 10 triệu đồng. Ở phía trên cùng dưới tấm biển xanh thì các bác thấy đó là chiếc đầu Sony D2. Đây là mẫu đầu 3 trong 1, nó vừa chạy đĩa CD, MD, ngoài ra thì nó có tính năng giải mã DAC. Và chiếc đầu này thì có giá dưới 10 triệu khá là xa. Và sau đây thì em xin mời các bác cùng vào nghe và thưởng thức chất âm trên bộ 3 sản phẩm này. Các bác có nhu cầu mua sắm hay cần tư vấn phối ghép thì các bác có thể liên hệ với bên cửa hàng của chúng em qua số điện thoại hiển thị trên tấm biển xanh. Sau đây thì xin mời các bác cùng vào nghe và thưởng thức chất âm trên bộ 3 sản phẩm này. Nếu chiến tranh tàn, anh đưa em về thăm lại vùng quê, thăm lại thôn xưa, xa từ khi lửa dày bình biên. Ta sẽ đưa nhau về đô thị, xa chốn kinh đô, về quê động, quê mình còn đây. Sau chiến tranh vết hằn còn ghi, bên cũ con đò, bao lâu cách chờ biết giờ còn không. Nơi vườn dầu xưa, mẹ già ơi có còn hôm sớm. Em bé quê ta còn giá đồng, cô gái thôn xa còn ra chợ sau cuộc giông mưa. Yêu dấu ơi đôi giời hay chưa, anh đưa em qua những vùng quê lửa bình lan tràn, dầu đạn kim mái tranh quê nghèo nương dãy này xây chiến hào. Anh đưa em đi thăm những người dân chốn thôn quê, bao tháng ngày buồn đau chất chồng, giờ mừng vui xây lại ngày mới.
xưa. Thăm lại vùng quê bao ngày qua vẫn hoài thương nhớ. Ta sẽ đi chung một con tàu bằng nối qua sông đường xuyên Việt, nghe lòng nào nao ngày núi sông dứt cuộc bình đau. Như vậy vừa rồi thì các bác cũng đã vừa được thưởng thức một đoạn chất âm trên bộ cấu hình gồm có 3 thiết bị như thế này. Các bác nghe thấy chất âm của nó rất là tuyệt vời, đặc biệt là chiếc âm Limazan PM74D kết hợp với cặp loa JBL L100 Century phiên bản chéo hàng có mức giá 33 và chiếc âm ly này có mức giá 10 triệu đồng thôi. Các bác thấy kết hợp như thế này rất là tuyệt vời rồi. Còn nếu như các bác có điều kiện kinh tế cao hơn thì các bác có thể sử dụng những chiếc âm ly của Luckman như dòng 85V, rồi là 309V, 309X và... Các bác có điều kiện cao hơn nữa thì các bác có thể sử dụng những chiếc âm ly cao cấp của Acouphase như dòng 212, 307, rồi là 406V, hay là những chiếc âm ly Luckman L505UX, rồi là 507UX. Các bác thấy đây. Đây là những chiếc âm ly vừa chơi hay vừa bày đẹp. Các bác khi chúng ta cắm điện nguồn vào thì hai cái đồng hồ VU của nó sáng nhìn rất là đẹp mắt. Tuy nhiên thì nó cũng phụ thuộc vào điều kiện kinh tế của các bác để các bác có thể sắm các thiết bị audio phù hợp với túi tiền của mình. Ở video clip này thì chủ yếu em phối ghép và test âm để các bác cùng vào nghe và cảm nhận về chiếc âm ly Mazan PM74D kết hợp với cặp loa JBL L100 Century phiên bản chéo hàng để các bác cùng tham khảo. Và sau đây thì em cũng xin phép được tạm dừng video clip này ở đây. Các bác có nhu cầu mua sắm hay cần tư vấn phối ghép thì các bác có thể liên hệ với bên cửa hàng của chúng em qua hai số điện thoại hiển thị trên tấm biển xanh.